Xin chào các khán giả của chương trình Nông Dân Mới. Thưa quý vị và các bạn, hiện giờ tôi đang có mặt tại một nông trại có tên là Nông Trại Vui Vẻ. Tên của nó được đặt theo một trò chơi game mà chắc hẳn là nhiều bạn trẻ sẽ biết tới. Tuy nhiên thì quý vị có nghĩ rằng là việc sản xuất nông nghiệp giống như việc mình chơi trên một trò chơi game hay không ạ? Chắc chắn là nó phức tạp, vất vả hơn nhiều đúng không ạ? Và đó cũng là trải nghiệm của cô gái Trần Thị Vân, chủ của trang trại Vui Vẻ này. Xuất phát từ một tình yêu nông nghiệp thì Trần Thị Vân đã quay trở lại với sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên cho tới giờ thì thành quả lớn nhất mà Vân nói rằng là mình đạt được đó chính là việc không từ bỏ, bởi sản xuất nông nghiệp là một mảnh đất rất màu mỡ nhưng chưa bao giờ là một sân chơi dễ dàng đối với những người trẻ mà quay trở về với vùng đất này. Tuy nhiên cho tới ngày hôm nay thì Trần Thị Vân trên hành trình truyền cảm hứng sản xuất nông nghiệp sạch của mình cũng đã đạt được những thành tựu nhất định, và hãy cùng lắng nghe câu chuyện đầy cảm hứng của nhân vật này trong chương trình Nông Dân Mới ngày hôm nay. Gieo hạt giống, tưới nước, thu hoạch. Một mô hình trò chơi mô phỏng hoạt động của nông trại từng rất thu hút cô gái Trần Thị Quỳnh Vân. Cho tới một ngày, niềm đam mê nông nghiệp ấy được hiện thực hóa, trở thành Nông Trại Vui Vẻ ngoài đời thực, rộng tới 5 hectare, nằm tại phường Hưng Đạo, quận Kinh Dương, thành phố Hải Phòng. Cô gái đam mê nông nghiệp qua trò chơi ngày nào, nay là giám đốc hợp tác xã Nông Trại Vui Vẻ. Thế nhưng, hiện thực hóa giấc mơ làm nông với cô gái 35 tuổi là hành trình vừa thú vị lại vừa nhọc nhằn. Từ game mà ra nông về cái hiện thực ấy, thì nó là một cái rất là khác biệt, rõ ràng rồi. Và nó sẽ không đơn giản như là những cú click chuột, mà nó cần phải đổ rất nhiều mồ hôi, công sức, cũng như là sự đam mê và nhiệt huyết. Chào các bạn của chương trình Nông Dân Mới, mình là Trần Thị Quỳnh Vân đến từ Hải Phòng. Mình rất yêu nông nghiệp. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hành trình khởi nghiệp của bản thân. Ba năm trước, khi các khu công nghiệp về làng, người trẻ bỏ đồng ruộng, người già cũng không còn sức để cấy cày. Những mảnh ruộng trồng hoa màu của bà con tại phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng bị bỏ hoang ngày càng nhiều. Như đúng là trước kia thì toàn bộ khu đất này là cấy không bỏ hoang một tí nào cả. Là một. Cái thứ hai thì cấy hai vụ và trồng màu một vụ, cũng trồng dưa, trồng khoai, trồng đỗ. Nhưng mà sau khi công bên các doanh nghiệp đây nó về nhiều ấy, thì nói đúng là thứ nhất ấy, ở chuột bọ là phá nhiều quá, dân bỏ, sau đó dân người già thì dòng ít, làm ít thôi, thế còn thanh niên ấy, thì đa số là đi doanh nghiệp. Thế bây giờ bỏ hoang rồi, bây giờ cấy hái là chuột bọ ăn sạch hết, thế nên người ta bỏ hoang, người ta làm không đủ tiền công thì người ta bỏ hoang. Không đành lòng nhìn những mảnh đất nông nghiệp bị bỏ hoang, Trần Thị Quỳnh Vân đã nhen nhóm ý tưởng phủ xanh khu đất hoang hóa này. Vân vốn quê tại thị trấn Diêm Điền, tỉnh Thái Bình, tốt nghiệp Đại học Thương mại, sau đó lựa chọn Hải Phòng làm mảnh đất lập nghiệp. Năm 2020, Vân đang phụ trách kinh doanh cho các cửa hàng nông sản sạch tại Hải Phòng. Nhận thấy tiềm năng của thị trường, Vân quyết định quay về với ruộng đồng, trực tiếp bắt tay vào sản xuất nông nghiệp. Khi mới đầu bước chân về đây đấy, thì mình nhìn đất bị bỏ hoang thì cảm giác rất là tiếc. Tiếc về một nguồn tài nguyên đang bỏ phí rất nhiều. Thì mong muốn, đối với là một người yêu nông nghiệp ấy, thì mình cũng rất là mong muốn để tạo được cái giá trị nhiều hơn từ cái việc đất đai đang bị bỏ hoang. Thì câu chuyện là mình muốn làm nông nghiệp mà, nên là đất bỏ hoang thì mình cảm thấy lãng phí. Thì mình chấp nhận để bỏ thời gian công sức cũng như để cải tạo lại cái khu vực đang bị bỏ hoang như thế này, tạo nhiều hơn các cái giá trị đối với lại nông nghiệp. Thế nhưng để thuyết phục người dân cho thuê lại những mảnh đất bỏ hoang cho một người xa lạ như Vân là điều không hề dễ dàng. Không đúng ý, bởi vì thực tế người ta chưa biết làm gì. Đấy. Người ta chỉ sợ chết là làm rồi khi khéo sợ người ta sợ bỏ. Hoặc là tiền nong, người dân thì nó phải cẩn thận lắm. Mọi người không tin mình. Vì mình không phải là người dân ở địa phương. Cái thứ hai là cái cũng không tin là mình sẽ sản xuất nông nghiệp thật. Và nghĩ là sẽ lấy lại khu đất đấy để làm cái mục đích gì đó, chứ không phải là sản xuất nông nghiệp. Nó cũng là một cả quá trình gian nan, và làm sao mà ví dụ ở đây là rơi vào khoảng gần 100 hộ. Thì là mình sẽ phải đi và nói câu chuyện của mình đối với lại 100 người.
và cũng không phải ai cũng hiểu được với cái câu chuyện mà mình muốn làm, thì nó cũng cần rất là nhiều thời gian để thuyết phục. Sau 4 tháng kiên trì, Vân đã thuyết phục được 2 hộ gia đình đầu tiên cho thuê lại 3 hectare đất để sản xuất nông nghiệp. Và từ đây, khó khăn thực sự mới bắt đầu với cô gái trẻ. Những mảnh đất bị bỏ hoang lâu ngày đã bạc màu, không có hệ thống tưới tiêu. Kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp hầu như không có, nhân lực, vật lực đều thiếu. Vân đã không ít lần phải trả giá đắt cho những bài học làm nông ngoài đời thực của mình. Giống như là ví dụ mình thấy là mình đào một cái mương lên để thoát nước chẳng hạn, nhưng cảm thấy nó lại không hợp lý, mình lại phải lấp vào. Hoặc là mình thấy là mình đặt một cái khu chuồng trại ở chỗ này nó không hợp lý, thì mình lại phải mất thời gian di rời đi một chỗ khác và mất rất là nhiều công sức và thời gian cũng như là tiền bạc. Nhưng mà có thời điểm là mình nghĩ là không biết tại sao mình lại lựa chọn con đường này và lựa chọn làm nông nghiệp. Và cũng có thời điểm là đã phải đắn đo là có tiếp tục hay không và hay là dừng lại, bởi vì nó gặp rất là khá nhiều khó khăn. Mỗi lần thất bại là một lần rút ra bài học. Vân đã cùng những bà con nông dân tại phường Hưng Đạo cải tạo 3 hectare đất hoang hóa trở thành nơi ươm mầm cho những hạt giống nông nghiệp hữu cơ đầu tiên. Thời gian đầu, để nhanh quay vòng vốn, Vân lựa chọn canh tác các loại cây rau màu như cà chua, dưa chuột. Cô cũng lựa chọn sản xuất hữu cơ là con đường theo đuổi nông nghiệp của mình. Mình đã đi làm các cái chuyến thiện nguyện ở các bệnh viện và tiếp xúc rất nhiều các bệnh nhân, đặc biệt các bệnh nhân nhỏ có liên quan đến các cái yếu tố về bệnh tật ấy. Thì mọi người cũng chia sẻ với mình nguồn gốc xuất xứ sâu xa nhất của bệnh tật đó là liên quan đến các cái thực phẩm, mà mình cũng thấy rõ hơn là cái thực phẩm không rõ xuất xứ nguồn gốc cũng như là thực phẩm sạch nó không, và sản xuất nông nghiệp nó không được rõ ràng, nên là mình cũng rất là muốn tạo ra một cái giá trị gì đó đối với lại các cái sản phẩm từ nông nghiệp. Thế nên mình chọn quay lại làm thực phẩm sạch và cũng như là chọn làm nông nghiệp sạch. Thời điểm Vân khởi nghiệp cũng là lúc dịch Covid-19 diễn ra. Tuy việc giao thương khó khăn nhưng cũng là lúc người dân đặt nhiều sự quan tâm tới thực phẩm sạch. Thế nhưng giá cả lại là một trong những vấn đề mà Vân phải giải quyết để đưa được nhiều hơn sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Riêng về sản xuất giá cả đối với các sản phẩm sạch và sản phẩm hữu cơ thì nó sẽ cao rất là hơn gấp 2 hoặc đến gấp 3 lần đối với các sản phẩm thông thường ngoài chợ. Thì mọi người cũng sẽ đắn đo, cũng đã tạo được niềm tin cho mọi người, và đặc biệt là farm thì bọn mình sẽ luôn luôn mở cửa, luôn luôn cho mọi người có thể check chéo cũng như kiểm tra tất cả quy trình sản xuất của farm, và mọi người có thể trải nghiệm thực tế tại farm đối với các sản phẩm nông nghiệp mà farm đang sản xuất, nên nó đã dần dần gây dựng được lòng tin cũng như là niềm tin của mọi người đối với nông trại. Từ những nghi ngại ban đầu với cô gái trẻ đến từ một vùng đất khác, các cô bác nông dân tại phường Hưng Đạo, Hải Phòng dần trở thành người đồng hành với Vân tại nông trại vui vẻ. Kiên trì từng bước, Vân dần mở rộng hoạt động kinh doanh và sản xuất. Diện tích trang trại mở rộng lên 5 hectare, Vân mở rộng canh tác các loại nông sản giá trị cao dựa trên những nghiên cứu về nhu cầu thị trường. Bây giờ mọi người là đang tìm những cái trái cây mà hoặc là trái cây hoa quả để bổ sung được nhiều hơn vitamin mà không phải là ăn rau như bình thường, thì mình cũng phải tìm tất cả các loại cây, một cái cây trái mà phù hợp để mọi người vừa có thể là như ăn như một loại trái cây và nhưng mà có nhiều năng lượng cũng như là nhiều cái vitamin trong đấy, thì vừa phù hợp cho các bạn nhỏ, vừa phù hợp cho cả người lớn cũng như là nhu cầu tiêu dùng của mọi người. Cái này nó là liên quan đến nhu cầu khách hàng, thì cũng phải trong quá trình để tìm hiểu và cũng phải khảo sát. Cà chua Nova là một trong những giống cà chua ngoại được Vân trồng thử nghiệm vào năm 2022. Đây là loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và cực kỳ có lợi cho sức khỏe, đang là xu hướng lựa chọn của các bà nội trợ. Cà chua Nova có thể trồng quanh năm, chịu nhiệt tốt, năng suất cao, thời gian thu hoạch chỉ khoảng 75 ngày. Tuy dễ trồng, thế nhưng việc canh tác hữu cơ khiến cho cây dễ bị bệnh hại. Năm đầu tiên thử nghiệm, những giàn cà chua Nova của nông trại đã bị sương muối, khiến cho hiệu quả và chất lượng trái bị giảm sút.
Cũng từ đây, Vân quyết định đưa những loại trái cây khó tính nhưng giá trị cao như cà chua Nova vào canh tác trong nhà kính với số vốn đầu tư lên tới 1 tỷ đồng. Với nhiều người, đó là một quyết định mạo hiểm, thế nhưng Vân lại có những tính toán cho riêng mình. Cũng phải cân nhắc rất nhiều. Vì sao? Vì hệ thống nhà kính nhà lưới là nó nằm ở một cái phần chi phí rất là lớn. Thì bản thân cũng phải suy nghĩ, nhưng mà làm sao mà nó đạt được cái hiệu quả lớn nhất cho khi mà sản xuất trong nhà lưới nhà kính. So với lại trồng canh tác bên ngoài thì mình đã sản xuất được một số các loại cây mà nó có giá trị kinh tế cao. Thì đối với lại các loại cây đấy thì nó cũng tường được khoảng từ 8 đến 9 loại cây mà đưa lại cái giá trị kinh tế cao và năng suất cao, thì nó bù đắp một phần rất là chi phí của farm và bù đắp một phần chi phí liên quan đến xây dựng nhà kính nhà lưới này. Sau một năm thử nghiệm, cà chua Nova trong nhà màng cho năng suất tốt, trái to mọng, mỗi cây cho năng suất từ 5 tới 7 kg, gấp đôi khi canh tác ngoài trời. Nhà màng được Vân quy hoạch để trồng các loại cây ngoại nhạy cảm với thời tiết nhưng lại có giá trị cao, giúp nâng cao năng suất và giải quyết bài toán kinh tế cho trang trại. Với 5 hectare sản xuất hiện giờ, mỗi tháng trang trại của Vân cung ứng ra thị trường khoảng 5 tấn nông sản với đa dạng các loại mặt hàng từ trồng trọt tới chăn nuôi. Thông qua các kênh phân phối trực tiếp và cả những buổi livestream như thế này, Vân và những thành viên của nông trại vui vẻ có thêm nhiều cơ hội để chia sẻ về hành trình làm nông nghiệp sạch. Lá ở ngoài chợ thì các bạn thấy là rất là xanh mướt và nhiều khi nếu không có những cái như này thì các bạn thông cảm giúp farm vì mình đang canh tác hữu cơ và Vì sao? Vì là mình có thể tiếp cận với khách hàng một cách nhanh chóng và có thể là chia sẻ được nhiều hơn những cái mà mình đang làm tại tất cả, không chỉ nông trại nói riêng mà tất cả các cái câu chuyện về sản xuất mình có thể chia sẻ đến khách hàng một cách chân thực nhất, và mình cũng vô hình chung là sẽ giảm bớt được rất là nhiều các cái khâu trung gian về câu chuyện bán hàng. Thì cái này nó là một cái kênh rất là nên và phải đầu tư để có thể là tiếp cận với khách hàng mình sẽ thấy là rất là hiệu quả. Song song với hoạt động canh tác, nông trại vui vẻ cũng trở thành trang trại ngập tràn tiếng cười của các vị khách tham quan đặc biệt. Mỗi tháng, nơi đây đón tiếp khoảng 10.000 khách hàng tới trải nghiệm. Bên cạnh nguồn thu đáng kể về kinh tế, sự đón nhận của những vị khách như tiếp thêm cho cô gái trẻ và những cô bác nông dân ở nông trại vui vẻ này động lực để tiếp tục hành trình làm nông nghiệp sạch. Ánh mắt của các bạn nhỏ, mình cảm thấy là các bạn ấy rất vui. Các bạn xuống đây thì có thể chạy nhảy, có thể nô đùa, có thể làm rất là nhiều việc mà trên thành phố các bạn ấy không có không gian để làm. Thì mình thấy rất là vui. Mình thấy là bản thân cũng đã chọn con đường để làm nông nghiệp là cũng đúng. Nó thay đổi được thì nói chung là ai cũng thích. Dân tôi cũng thích và mọi người dân đều thích cả. Hành trình đưa nông trại vui vẻ từ mô hình nông nghiệp yêu thích trên game trở thành hiện thực của cô gái Trần Thị Quỳnh Vân đã trải qua 3 năm với nhiều bài học về khởi nghiệp nông nghiệp. Ở đó, đam mê thôi là chưa đủ mà còn cần sự chủ động, nhập cuộc với thời đại phát triển của kinh tế nông nghiệp. Ngày nay là thời đại công nghệ số và đặc biệt là câu chuyện là chuyển đổi số. Thì mọi người không chỉ là sản xuất mà mọi người phải tiếp cận nhiều hơn đối với công nghệ. Nó liên quan đến là câu chuyện bán hàng và câu chuyện là tạo nhiều hơn giá trị đối với lại sản xuất nông nghiệp. Mình không thể mãi sản xuất ra một quả cà chua được và chỉ bán quả cà chua đấy. Nhưng khi các bạn phải nghĩ là quả cà chua đấy sẽ tạo ra sản phẩm gì, thì cái định hướng của bản thân mình cũng thế. Mình cũng sẽ tương lai mình cũng sẽ phải tạo hơn nhiều giá trị từ những cái sản xuất mà mình đang làm.